Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài họ muốn nói gì với bạn mà không có thể. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp của trái bài rất nhiều, hy vọng các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Trái bài dành cho các bạn đang thắc mắc những cái điều mà họ chưa có nói cho bạn biết về chính cái mối tình của các bạn khi xưa. Sau đây là trải bài của các bạn. Trong trải bài, các bạn có những lá bài sau đây. Các bạn có lá Justice. Kế tiếp nữa là các bạn có lá Queen of Swords, nữ hoàng kiếm. Lá cuối cùng đó chính là Wheel of Fortune, bánh xe luân hồi. Ngay trong lá bài đầu tiên, các bạn có lá The Justice. Thì đây là một cái lá bài, cái người đó đã tự hỏi mình là không biết giữa họ và bạn có nên đi tiếp tục với nhau hay không. Thì câu trả lời sẽ là đường ai nấy đi. Và cái việc này nó xuất phát từ cái hành động của chính họ, chứ không phải là do bạn gây ra. Điều này sẽ gây cho họ một sự khó khăn và thách thức rất là lớn, bởi vì họ phải giải quyết cái hậu quả do chính họ gây ra. Và có một điều họ muốn nói với các bạn rằng, giữa công việc, sự nghiệp và mối tình cảm thì họ đang cân nhắc rất là nhiều. Do họ đang chú trọng quá nhiều về cái phần sự nghiệp của mình, do cái mặt tình cảm bị mất cân bằng rất là lớn. Thì mọi người sẽ thấy là có mặt này dễ hơn cái mặt kia, mà họ không có đảm bảo rằng việc tất cả mọi thứ mình cần phải chăm sóc kỹ càng cho từng cái năng lượng mà mình lưu tâm. Cái cân bằng là tiêu chí cần thiết để cho họ tiến tới và phát triển rất là nhiều. Và một điều họ muốn nói với bạn rằng á, họ không có rõ ràng từ cái mối quan hệ của các bạn họ muốn gì và cần gì. Khi mà họ còn phân vân như vậy thì họ không có sự nghiêm túc tốt nhất cho cái mối quan hệ của cả hai. Và đương nhiên cái người này rất là cứng đầu các bạn. Họ sẽ chấp nhận cái kết quả mà cho họ tạo ra, bởi vì họ nhìn thấy và cách mà họ tạo ra cái hoàn cảnh mà họ tạo ra cái khó khăn giữa tình cảm của hai bạn. Và hiện tại họ cũng chấp nhận luôn cái lực nhân quả, là nếu như họ gây sự đau khổ của bạn thì hiện tại họ cũng đau khổ không có kém bạn đâu. Và chính họ cũng đang rất là cân nhắc và phán xét, bởi vì cái mối quan hệ của cả hai, họ đưa cái phần mà thiên vị đòi hỏi cái sự thật, đòi hỏi sự công bằng. Khi mà tình cảm mà họ đưa lên cái sự nghiệp, họ cân như vậy á, rất là khó để cho các bạn. Và họ luôn luôn suy nghĩ, suy xét cái điều nào phải nên làm và chắc chắn cái điều nào họ xứng đáng được hưởng. Bởi vì bản thân họ là một cái người chủ nghĩa cá nhân, họ luôn luôn đề cao cái tôi nhiều hơn là chúng tôi. Còn bản thân bạn là cái người lúc nào cũng vì chúng ta, mình phải làm những cái này làm chung với nhau bạn mới vui. Nhưng bản thân họ, họ chú trọng vào cái bản thể của họ nhiều hơn là bạn. Và họ muốn nói bạn một điều á, họ cảm thấy cái tác động của những lỗi lầm của quá khứ gây ra rồi. Bởi cái hành vi họ đã làm đối xử với các bạn là thật sự là không có đáng. Bạn là một người rất là nạn nhân trong cái sự quyết định sai lầm của họ. Và bản thân của họ đang né tránh sự thật nè, né tránh trách nhiệm nè. Họ lãng tránh trách nhiệm của họ rất là nhiều luôn. Và rất là buồn cho các bạn, bởi vì cái năng lượng của họ là một cái năng lượng không có muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc. Đối với họ, cái tình cảm lúc này không phải là cái thời điểm thích hợp. Và bản thân của họ vì tránh né cái xung đột trong cái đời sống tình cảm của cả hai, mà không có hiểu rằng một cặp nào cũng cần có sự tranh cãi để mà hai người thấu hiểu nhau hơn. Chỉ sợ nhất là trong cặp đôi mà cả hai không có sự giao tiếp im lặng một cách đáng sợ. Nếu như cả hai bạn đều biết tranh cãi trong sự tôn trọng, đem lại giá trị cho nhau và hiểu là cả hai vì thương nhau và nói những việc đó, thì mọi chuyện nó khác đi hẳn rồi các bạn. Nhưng bởi vì cái phần cái người này họ sống cho bản thân họ nhiều quá, cái tôi họ rất là cao, cho đó họ cứ nghĩ bạn nói như vậy là cái việc bạn đã kích họ tranh cãi với họ một vì một cái gì đó không đáng. Có thể các bạn tranh cãi việc rất là đơn giản, không phải lớn đâu, nhưng bởi vì bản ngã của người này rất là cao, cho đó họ không chấp nhận cái chuyện này. Và điều họ muốn nói với bạn là họ cảm nhận bạn chính một cái người rất là chân thành. Bạn sống bằng cam kết của chính mình, rất là chân thực. Và họ thấy được rằng bạn là một cái người trải nghiệm rất nhiều thứ trên thế giới này, cả tốt và lẫn xấu. Khi mà bạn như vậy, bạn có một cái tính tự lập rất là cao, bạn không dễ dàng bị lừa dối. Kiểu người các bạn rất là hiểu ra cái sự dại dột của tất cả người xung quanh các bạn. Bạn dễ dàng tha thứ lắm và cũng không bao giờ chê trách hết á. Và chính họ cũng thấy được là cái việc gì mà khó khăn quá bạn cũng làm cho đơn giản là hết á, bởi vì bạn biết cách để khéo léo vượt qua những cái sự khó khăn trong cuộc sống của mình. Bạn rất là thích sự thành thật và thẳng thắn.
Và cá nhân họ cũng thấy bạn là một người rất là bộc trực luôn. Bạn không biết giả vờ là cái gì hết trơn á. Bạn thích cười nè, nhưng mà bạn biết cuộc sống này á không cần phải nghiêm túc quá, bởi vì bạn quá khó khăn cuộc sống này rồi. Bởi vì bạn trải nghiệm quá nhiều trong cuộc sống, bạn biết cái xấu cái tốt của cả thế giới này rồi. Bạn quan sát một cách là vô tư, nhưng bạn nhất định là bạn sẽ không làm tổn thương ai hết trơn á. Họ muốn nói với các bạn rằng á, nếu cái thời điểm trước bạn cẩn trọng với những cơn bốc đồng quá mạnh mẽ của mình, bạn biết được là những cái điều tốt đẹp hơn nếu như bạn cư xử một cách tinh tế và tử tế hơn một chút xíu á, thì mọi thứ nó khác đi rất là nhiều rồi. Và theo như mình thấy, có một cái sự ngăn cản về mối quan hệ của bạn với người này rất là nhiều. Bởi vì có một người phụ nữ ngăn cản mối quan hệ của cả hai, mình không biết tại sao luôn. Nhưng mà mình phải tìm hiểu được là cái giới hạn bản thân của bạn và họ nằm ở đâu về cái vấn đề này. Bởi vì cái vấn đề này rất là quan trọng. Có thể là họ đang bị sự ảnh hưởng từ một người mẹ của họ, đang gặp khó khăn về cảm xúc hay gì đó, mình không biết. Nhưng mà cái người này quyết định rất nhiều về cái suy nghĩ của họ, dẫn đến cái mối tình cảm của bạn và người này không được hạnh phúc, cũng như không được tiến tới với nhau. Và họ cũng nói rằng họ thấy ở bạn là một cái người rất là mạnh mẽ và rất là khôn ngoan hơn họ, bởi vì bạn đã trải qua những khó khăn trong cuộc sống rồi. Cái việc này nó làm cho bạn cảm thấy là khi mà bạn đã bước vào một cái thế giới hẹn hò, bạn có nhiều kiến thức quá, do đó bạn sẽ có những cái lời chỉ trích. Nhưng mà cái lời chỉ trích của bạn á, mang tính xây dựng nhiều hơn. Khi mà họ biết làm theo á, thì mọi thứ sẽ rất là tốt cho họ. Nhưng bản thân họ lại không muốn nghĩ vậy các bạn. Và họ cũng nhận thấy á, nếu như họ bước vào cuộc đời của bạn tiếp tục với mối quan hệ này á, thì có thể bạn sẽ làm cho họ cuộc sống của họ rất là tốt lên. Bạn sẽ làm giàu về cuộc sống này, bạn sẽ cung cấp cũng như là bạn sẽ đưa kiến thức, tất cả mọi thứ rất là tốt. Bởi vì cái lá bài này nó chứng tỏ bạn được trong một cái vị trí rất tuyệt vời. Khi mà họ thấy là bạn đủ khả năng để các bạn có thể đáp ứng tất cả các mọi mặt trong cuộc sống này. Nhưng mà ác một cái người này họ là người sống rất là độc lập, cái tôi họ rất là cao. Cho đó họ không có muốn lệ thuộc ai, cũng như không muốn thấp kém hơn ai trong cái mối quan hệ này hết trơn các bạn. Và cái điều này họ muốn nói với các bạn rằng có những cái khó khăn trong quá khứ mà họ đấu tranh trong cuộc sống làm cho họ mất niềm tin rồi. Họ cảm thấy là cái cảm xúc và trực giác của họ bị cái bộ não họ chi phối rất là nhiều, mà họ quên rằng tình cảm cần phải xây dựng trên cảm xúc cũng bằng con tim, chứ không phải là lý trí, để cho cái bộ não chi phối cái nào đúng cái nào sai. Quá rạch ròi trong chuyện tình cảm nó dẫn tới cái mối quan hệ của bạn không còn được bền vững, mà phải chia tay và ngắt kết nối như hiện tại. Và cái điều họ làm là gì các bạn? Điều họ làm là họ thấy được rằng mỗi con người sẽ có sự lựa chọn riêng cho chính mình, con đường họ đi nè, công danh sự nghiệp và tình cảm luôn. Nó hàm ý một cái chiều rất là lớn, bởi vì cái vòng tròn tổng thể á, họ thấy ra những cái sự việc và cơ hội xảy ra trong cuộc đời của họ chính là một cái tai nạn, nhưng thực ra nó là một phần của một bức tranh tổng thể được lên kế hoạch rất là nhiều của cuộc sống của vũ trụ này rồi các bạn. Bởi vì khi họ tiếp xúc với các bạn á, thì cái một cái tầm nhìn hoặc cái nhận thức rất là lớn tác động đến họ, và họ đang bị mắc kẹt với vấn đề trong tình huống khó khăn hiện tại của họ, và bản thân họ biết rõ là cái gì nhất. Nó ám chỉ rằng họ chịu lùi bước lại một chút xíu, nhìn một mọi thứ một góc rộng hơn á, thì một bức tranh nó sẽ khác hoàn toàn so với những gì họ thấy. Ở góc độ của họ rất là nhỏ hẹp. Và cái nguồn năng lượng của lá bài này rất là lớn các bạn. Nó có chuyện gì đó xảy ra rất là bất ngờ, một bước ngoặt rất là đột ngột xảy ra trong số phận của chính họ. Bởi vì có nhiều cái thay đổi quá, có sự khác biệt quá khi họ tiếp xúc với bạn, mà họ quên rằng trong cuộc sống này là cái sự đa dạng, là cái sự thay đổi liên tục. Và họ phải hỏi rằng liệu có họ đã biết được cái việc là cái thế giới này là gồm có nhiều cuộc sống khác nhau, nhiều cái gương mặt và nhiều cái mảnh đời khác nhau. Và tất nhiên mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhiều, không có gì là mãi mãi hết trơn á, và sẽ vô thường rất nhiều trong tất cả mọi việc luôn. Và điều họ cần là cần họ phải xác định được cái tâm điểm cũng như là mục tiêu chính của cuộc sống với họ, thì khi đó họ mới có thể thoát khỏi và chú tâm vào tình cảm đối với bạn nhiều hơn, hoặc là chú tâm với tình cảm với người khác. Hiện tại cái người này vẫn tập trung cho bản thân họ rất là nhiều. Và đây là bài có dấu hiệu là họ có thể quay về với các bạn nha các bạn, nhưng mà tùy thuộc vào năng lượng của họ như thế nào mới được. Một số điều họ muốn nói với các bạn là họ chọn rời bỏ bạn trước tại vì họ sợ bạn sẽ bỏ họ.
rất là bản ngã, rất là ích kỷ của họ. Họ đốt cháy bản thân của họ trong công việc để họ có thể quên được bạn, và họ cảm thấy là họ vẫn còn cảm xúc với bạn mặc dù các bạn đã bị ngắt kết nối. Năng lượng này là năng lượng quay trở lại người yêu cũ rất là nhiều nha các bạn, bởi vì mình thấy cái sự quay lại rất là cao.